Xin chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ chiên bí ngòi với trứng theo kiểu giống như là mình chiên tổ chim vậy đó mọi người. Thì cách làm cũng dễ lắm, xin mời mọi người cùng làm với mình nha. Thì đây là cái trái bí mà mình để giống đó mọi người, nó còn non đó cho nên mình đã móc ruột ra hết rồi. Mình biết nó cũng không có được non nó nhưng mà mình thấy nó đẹp quá cho nên mình sẽ dùng 5 cái trứng gà này nè và một ít ớt với hẹ rồi đó. Không có hẹ thì để hành lá nha. Thì mình sẽ chiên trứng ăn thử xem sao nha mọi người. Thì bí á, mình sẽ xắt khoanh khoanh khoảng 1 cm như đó mọi người cho nó dày dày á. Mình xắt xong thì mình sẽ để một cho một ít muối vào, mình ướp khoảng 10 phút nha cho bí nó vừa ăn. Hẹ thì mình xắt nhuyễn ra nè, ớt thì mình xắt khoanh khoanh ra mọi người, nhưng mình để lên trong cái trứng trứng cho nó đẹp. Giờ mình sẽ đập trứng và lấy lòng trắng thôi nha mọi người ơi. Nếu mình lấy lòng vàng luôn á thì cái bí của mình nó màu vàng, nó hai màu vàng á, nhìn nó không có đẹp cho nên mình lấy lòng trắng mình làm thôi. Mình cho một ít muối vào nè và một ít hẹ băm, hẹ sắc nhuyễn vô nè, nè khuấy trứng cho nó đều. Bây giờ mình thoa dầu vào chảo mình nha mọi người. Thì mình thấy món chiên này giờ nhiều dầu cũng ngán á cho nên mình thoa ít dầu thử coi chiên nó thế nào nha. Thoa xong thì giờ chảo nóng thì mình cho đặt bí vào. Và mình cũng cho chồng trắng của trứng vào luôn. Là mình sẽ đặt ớt vào trứng giữa của bí này, người nhìn cho nó đẹp hơn á. Thì mình chiên cho nó vàng, mình chở qua cái chảo mình á, mình thấy mình để ít dầu á mọi người, bây giờ nó dính nè, nó hơi dính rồi cái trứng của nó gã ra nè, nên nữa mọi người có chiên mọi người để dầu nhiều nhiều vào nha. Mình sợ ăn dầu nhắn cho nên mình để ít đó. Bây giờ trứng cái nào nó còn nguyên thì nó còn dính vào, còn cái nào ấy cái nó xuất ra gì nè. Thì nhưng mà không sao mọi người ơi, mình thấy đẹp quá hả. Giờ chín thì mình sẽ cho vào dĩa nha. Mình này mình chiên đợt đầu á, đợt đầu được như đây nè, rồi mình sẽ chiên tiếp đợt thứ hai nữa nha. Cái chảo mình nó hơi bị dính là vì nó thiếu dầu nè. Đây mình chiên đợt sau mình sẽ để dầu nhiều hơn. Rồi đẹp quá mọi người ơi, nhìn màu vàng màu trắng giữa màu đỏ gì nhìn hấp dẫn quá à, không biết ăn thế nào đây. Thì mình cũng đã chiên đợt thứ hai được như đây nè mọi người ơi. Và cái lòng vàng còn lại đó mình cũng quậy mình chiên luôn, tại mình không biết làm gì, nó còn bí đó thì mình cho vào mình chiên luôn. Thì màu vàng mình chiên mình thấy nó không có bị rớt ra nhưng mà mình thấy bí màu vàng ở lòng vàng nó nhìn nó không có đẹp mắt, nó cũng ngon nhưng mà nó không có đẹp mắt bằng mình chiên cái kia trên lòng trắng không. Thì mời mọi người cùng ăn thử với mình nha. Thì bí này á mọi người, mình tại nó cũng không có được non á cho nên cái vị ngọt nó sẽ không có ngọt bằng cái trái bí non. Mọi người nên lựa trái bí non để làm ăn nó ngọt hơn nha. Và ăn thì nó cũng không có phải là tệ gì nhưng mà đẹp lắm luôn á. Thì ăn cũng được nha mọi người chứ không phải là dở nha. Thì lần đầu tiên mình cũng làm theo kiểu này á, mình biết trái bí nó không có được non á nhưng mình cũng làm thử hay sao. Thì bí thì nghe ăn nghe mùi bí nè nhưng mà ngọt thì cái vị nó hơi hơi nhạt hơn cái bí non á.